À con báo không ai? Thấy, thấy báo không? Mẹ. Đâu? Báo hoa mai con hả? À lớn rồi chứ đâu con đâu, cái này con báo nó báo lớn rồi. Con nó thở dữ vậy không? Nó mệt, nó nắng nóng, nó khô quá nó thở. Nắng này mệt lắm chứ bộ. Ông anh nếu mà mình gỡ thì sao anh? Con này nó nguy hiểm lắm, nó ăn thịt rồi. Ôm yếu quá. Ờ, con nghèo nó quá rồi ba. Ừ. Anh nó giữ rồi cho nó. Mình làm ngoài nó giả cơm chứ mà. Thiệt, nó chạy nhanh. Báo là giống như con mèo vậy. Nó leo cây giỏi. Mà nó chạy nhanh. Nhưng rồi chạy rất là nhanh. Ủa ba coi con báo con rồi ba. Nó nè, con báo đâu có con đâu. Dạ ba kia coi đi ba. Rồi đi 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 đi. Con thích mà nhớ ai ba. Ừ. Trời ơi. Gì hả? Gì vậy con? Linh. Ai? Báo. Đâu? Kìa. Linh con hả? Giật mình. Giật mình nó sợ rồi hả? Hết hồn luôn. Không, nó nghĩ rồi anh ha. Để coi, làm sao nó có cái kiến cách ly rồi. Ồ, thấy chưa? Ờ, nó đừng 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 nó chụp á. Nó chụp đâu dám đâu. Vậy có cái vách kính này rồi, nó đâu có làm được gì. Nó ra nó bay nó chụp nữa nè. Nó giận con người lắm á, tại con người nhốt nó kiểu này mà. Đúng rồi, phải thả nó về rừng. Ừ. Đó. Báo hả? Bắt ta nè. Không sao đâu. Vừa đi nghe một cái tiếng nó chạy ra nó bùng. Nó đạp vô bách không? Dạ đó. Đạp vô bách chứ không nãy hả? Dạ. Con lại con coi à. Ông biết không biết là con gì nữa. Cái con nhìn qua bên kia con thấy con báo. Thấy con báo nó vừa bước chân lên cái thôi là con. Là cái bỏ chạy. Con coi trên phim là thấy nó chạy thấy chậm. Bây giờ mới thấy nhanh quá à. Thôi anh hay là là miệng lát nó bay lên cái nữa nè nghe. Lên, không nó mệt rồi, mệt rồi. Nó giận lắm á. Ngoài trời nắng nóng này nữa nó dễ nổi điên lắm. Nó giận lắm mà nó thở thì thấy không? Trời. Con nó biết đâu hồi nãy giờ con đi qua đây có con gì qua gì lại thấy nó đứng lên nó nhảy lên nó chạy. Mình đi nè Khang. Thấy dấu chừng nó thì đâu? Thấy dấu chừng không? Ừ. Ủa bà ngoài nó kêu vậy đúng không ba? Em á. À. Rồi đi. Họ mèo. Con này con gì? Cáo hả? Cái nó vừa trong đó rồi, cái trắng kìa. Đâu? Có trắng ở trong đó. Ờ, đúng rồi, nó nằm ngủ rồi. Trong nó mát thôi. Mày đi thôi á. Báo. Báo lửa. Báo lửa này nó màu đỏ đó. Đâu á? Tìm coi. Tìm coi anh trốn ở đâu. À nằm ngủ bên kia kìa. Dạ. Kìa nằm ngay vách kìa. Đó thấy chưa? Đó. Thằng mèo đi nằm ngay trong cái bụi tre đó. Nhìn nó giống con mèo à. Y chang nó làm con chỉ y chang con mèo. Không có khác gì. Chắc cũng họ mèo.
bao gấm, con này bao gấm. Tìm coi nó nằm chỗ nào. Mấy con thú này bị trang thay. Mình đi xem cá sấu đi ba. Đang tìm nè, nó trốn ở đâu? Đâu? Thấy không? Ừ. Nó có báo này báo hồi nãy đó. Liên gì mà liên hết vòng rồi thôi. Ừ, hết vòng rồi đó. Đi lại kia nó lại con báo kia có nó nhẹ luôn. Rồi lại lại coi coi nó có chồm ra nữa không? Đi xí coi. Không biết luôn. Đi xem con khác đi mà. Đi qua bên kia, qua thẳng bên kia. Hồi nãy giờ nó không phải là mình mới đi có một phần nhỏ là mình mới đi ở bên đây à. À. Mình chưa qua bên đây, qua mấy anh con. Thấy bây giờ mình đi bước ổng thôi. Đó, rắn ở trên này nó có nè. Ơi ba, hả? Bên đây chưa coi mà. Cái này chưa coi nè, mèo rừng chưa coi nè con. Đó mèo rừng đó, đó nó nằm ở đó kìa. Đó, kìa, kìa. Ôi, đi mèo rừng to lắm mà. Tùy tùy theo con. Nó ngủ chưa? Con cày. Con cày thú chơi nó nằm tới nó trên bộ trên bệ kia kìa. Cày vòi móc. Đó bệ đâu? Đó kìa trên tầng trên nó nằm trên tầng trên nó ngủ nó đó. Thấy không? Trên kìa, trên cái trên kìa, trên bậc trên kìa. Trên cái hốc ở trên đó. Thấy không? Lùi lại, lùi xa xa ra sẽ dòm thấy. Kìa. Đó. Đen đen. Ừ. Nó nằm ngủ mà. Cày với con trồn giống giống nha. Ủa con còn sát hồi nãy kìa ba. Ờ. Mấy con sát hồi nãy đó. Có thể nó trốn trong cái ống á, coi trong ống không? Kìa, con ở dưới này mà im. À, trong cái hốc á hả? Không có lỗ trong á hả? Đây, con mèo rừng đây, nó đang ngủ ở đây. Mèo rừng với mèo nhài giờ làm biến giống như nhau. Ở trên kia mấy con nữa kìa. Thôi cái con kia nó dậy nha ba. Hả? Kiếm nịa trên nước, coi kìa nó cái. Con cày vòi hương. Nó trên, nó tút ở trên đó. Đâu? Có gì? Giòn. Con này con đon. Đon khác, nhím khác này con đon mà. Thôi đi tiếp đi. Thôi đi tiếp. Ừ. Ai mà đứng đây nè ba. Mà chậm nó hoài. Nếu mà nó nhím á, nó phúng ra cái chúng. Trong kia nữa kìa, trong kia có con bự nữa kìa. Ba con luôn. Ba con luôn hả? Trên túi, trên bể có con nữa kìa. Bên kia có con đám nữa kìa, ôi nhiều con lắm. Một bầy nữa. Nó sinh ra nữa. Kìa. Qua đây đi ba, qua đây. Ừ. Ừ, từ từ. Giống chuột quá. Giống chuột. Rồi, từ từ. Ủa, mới là mình quay cho cổ đó nè.
nhím đâu đó. À, mèo rừng. Thôi bây giờ mình đi vòng chơi nữa chứ sao mình cứ đi vòng vòng nữa hoàng. Rồi bây giờ đi vô khác. Rồi đi, đi. Cái cây bự không? Cái cây này quá to luôn nè Khang. Gốc cây này quá to luôn nè. Gốc cây này to quá nè. Lớn lắm luôn á. Không có đâu. Mà mới thử như sau. Ở nhà các bạn có nhiều người không? Bây giờ thì mỗi bạn kể cho chú Hà Lâm Happy nghe một người ở trong gia đình của mình. Rồi, đầu tiên là con nè. Gia đình của mình có ai kể chú Hà nghe một người nè? Con có bố mẹ. Có bố, rồi. Ngoài bố ra có ai nữa? Có ba mẹ. Có mẹ. Ngoài bố, ngoài mẹ ra có ai nữa con? Dạ em. Có em. Ngoài bố và mẹ, ngoài em có ai nữa? Ông bà. Có ông bà. Rồi có ai nữa con? Một người thôi. Con có bà. Có bà. Rồi ngoài bà là có ai nữa không? Bà. Có con. Có con. À có con, đúng rồi, gia đình con là phải có con chứ, đúng rồi. Có ai nữa con? Anh. Có anh. Có ai nữa con? Có mẹ. Ngoài mẹ là có ai nữa không? Ba. Ngoài ba là có ai nữa không? Có em. À có em, đúng rồi. Có ai nữa con? Con có ba với mẹ. Rồi có ai nữa? Bác. À có bác, đúng rồi. Có ai nữa con? Chị. À có chị, rồi rất là giỏi. Các con đã hiểu trò chơi chưa? Hiểu trò chơi chưa? Bây giờ bắt đầu thi nha. À, các bạn biết là mình đang ở đâu? Các con biết đang ở đâu? Ở đâu? Ở đâu? Ở sân khấu, nhưng mà ở đâu? Ở đây gọi là gì? Sân khấu. Sân khấu của nơi này con đi chơi gọi là gì?
Thảo Cầm Viên, đúng rồi. Vậy thì câu hỏi dành cho các bạn là khi đi chơi ở Thảo Cầm Viên, các bạn có được đi xem những loài vật không, những con vật không? Vậy thì mỗi bạn kể cho chú Hờ nghe một con vật ở trong Thảo Cầm Viên mà các bạn đã cùng ba mẹ mình đi và thấy nha. Đầu tiên là con nè, đi chơi Thảo Cầm Viên có vui không? Có. Hôm nay con đi con thấy con gì cả, chú Hờ nghe một con nè. Ừ. Có rất là nhiều con gì? Trong xe hút có rất là nhiều con gì, con nít. Chính xác, rất là nhiều con nít. Tại sao con nít thích chơi thú? Thì ở gì đó, nhiều con thú. Ê, ba nhìn kìa. Con vô này lấy cái dòi móc. Nó gãy ngứa đó. Dạ không, nó lấy cái dòi. Lấy cái dòi, cái nó đưa đồ ăn cho con kia. À, đút con ghê ăn hả? Canh nhầu đúng không? Cái không có ngà. Con qua bên này nước chảy nó. Rồi, vậy đi vô trong cái kia kìa, đi vô trong cái cầu hồi nãy em Long muốn đi á. Con voi dễ thương quá. Vô à, vô kia hả? Rồi đây. Ô con đằng kia có ngà kìa, hai đằng kia. Con thú đằng kia có ngà kìa. Hay có được con cái kia không được. Ừ. À, con biết tại sao người ta lại cho con cái riêng con được riêng rồi. Tại sao? Bởi vì lỡ người ta cái dùng lỡ mấy con kia nó giao phối. À đúng rồi. Khi cần nó người ta mới giao phối cho nó. Khi cần người ta mới thụ tinh cho nó, rồi nó đẻ. Có giờ phối mới có đẻ con mới đẻ vô con được, nó mới di chuyển cái nồi giống con voi được. Linh Dương đầu bò, cái đầu giống như cái đầu con bò. Ủa, nó không vui gì à? Nhốt nó hoài cho nó vui được. Nhưng mà cái kênh đó là kênh kia với là nghỉ nghe cơ á. Ừ. Đi nó chạy về nhà mình chạy. Mình chạy về đó, mình chạy ra ngay đằng sau phải không ạ? Đi bộ thôi, kéo giờ. Ngay chạy ra đâm qua sông, chạy cái đầu nguồn sông Sài Gòn á. Không, nhưng mà cái trường con. Trường con là cuối rồi. Trường con là cái đoạn gần cuối rồi. Ơi. Nhưng mà mình muốn quay về trường con thì sao mà quay về được? Thì đi cái đường ven kênh nè, đi đường Hoàng Sa Trường Sa đó. Con càng biết nhiều con hơn. Đúng rồi.
Cái chở vô. Con này con hoảng. Hoảng Nam Bộ. Hồi xưa trong tự nhiên rất là nhiều, bây giờ không còn con nào hết. Chỉ trong sở thú thôi. À cái chuồng cá sấu bên kia. Rồi. Mọi người nhớ rồi. Nào được coi, không biết sản thú của mình luôn. Hai con kìa. Hù sao. Hello, hello. Không thấy con này để con nữa. Qua đi trước ba. Mấy con hai con. Chỗ này mát cái nó ở rồi. Tại con. Chi con được chứng kiến mấy cái con này đó. Để con rồi. Cái mấy cái con biết. Thấy con mấy con này nó đúng vậy. À. Đứng đây là lông, cái mát này kia lắm. Hết rồi con, hết rồi. Hết rồi không? Không mệt quá bây giờ. Đâu? Đâu? Con này hả? Ừ. Cũng là con hư luôn đó. Thôi ba đi lẻ lắm. Không có thời gian ở. Đi đó. Ủa con là sao con hưu này giống cái đầu con giống con bò quá Khang. Sừng con vòng nè. Bởi nó là rạch thì nghè đó. Bây giờ mình quay lại đi ba. Bây giờ con muốn đi coi cá sấu quá rồi. Rồi nghỉ mệt trước đi. Cá sấu hồi nãy coi lòng. Bây giờ gì là cá sấu nguy hiểm nè. Không có đâu, lát mình đi nghe mình coi luôn. Không có nó trong chuồng mà. Bây giờ mình nghỉ mệt chút xíu đi. Con muốn coi cá sấu quá rồi. Ừ, tới trước.